thấy em không đẹp đâu. Vậy là hôm nay tụi mình đã trở lại sau rất là lâu rồi mới quay cùng, đi quay cùng. Anh đi quay với Penny, anh phát hiện nó ăn rất là nhiều. Nó ăn rất là anh tốt. Anh đâu em không nhận em ăn cái gì luôn. Bởi vì muốn ăn nó kêu là phải ăn rất là tốn. Event mà chỉ phải đi chơi thôi, không phải đi ăn. Vậy là em cảm thấy kiểu bị phân biệt đối xử ở đây kiểu. Tôi lúc nào phải chơi những cái trò chơi mà nó tốn năng lượng. Vậy thì hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi lần nữa mà em vẫn tốn năng lượng nhưng mà nó sẽ vui, em có đồng ý không? Ok, ngày hôm nay thì anh sẽ dẫn em đi chơi nhảy, em chỉ việc nhảy thôi và em sẽ được nhảy rất là cao, em sẽ nhảy rất là xa, em cảm thấy là em có muốn không? Sao em cảm giác như là đi học thể dục quá anh ơi. Chắc chắn là vui luôn, hôm nay em về chắc chắn là vui luôn chúng ta. Ok, em sẽ tin anh là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến Jump Arena, địa chỉ thì ở dưới này, các bạn nhìn thấy không? Ở dưới này sẽ ghi description này đó. Chúng ta sẽ đến Jump Arena và chúng ta sẽ cùng vào trong xem là họ sẽ cho chúng ta nhảy cái gì nhé. Rồi, và đây là chúng ta đã đến Jump Arena ở quận A, quận mấy à? Quận 2. Quận 2. Nói chung là vị trí này khá là rộng, chúng ta có thể nhìn xung quanh là từ bên kia sang bên này. Nhưng em thấy ở đây chạy con nít ra rồi. Chả sao cả, chúng ta đi chơi để vui chứ không phải là care là ai xung quanh chúng ta cả. Đúng không? Còn đâu nếu em muốn thích vào những chỗ người lớn. Người lớn à? Thôi cái đấy, bữa sau. Bữa sau nhưng mà có máy quay không? Có chứ. Có máy quay khó quá. Không được rồi. Buổi sau còn bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng vào Jump Arena nhé. Ok, let's go. Chào anh. Em đến đây để chơi. Em cũng chưa biết chơi như thế nào cả. Dạ, bây giờ là mình vô lòng lên lầu để mình mua vé như thế này thôi ạ. Mua vé. Ok, ok. Anh tên là gì nhỉ? Dạ, mình là Piu Piu, còn đây là Missy. Ok, khi các bạn vào đây sẽ có một thầy là thầy Luân sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ cùng lên lầu. Anh Luân thôi, còn thầy anh trời ơi, anh nhìn cái mặt anh già hơn cái mặt người ta, anh kêu thầy. Anh Piu, vô mua vé đi anh. Vô mua vé đi anh, đừng có trốn tránh trách nhiệm của một người đàn ông nữa. Thế mà chị à? Chị ơi, em muốn mua vé vào chơi cái này, bao tiền vé hả chị? 60 ngàn nửa tiếng, 100 ngàn một tiếng. Ủa mình quay. Có làm gì đâu. Một tiếng. Vớ chống gì á? Chống trơn. Chống trơn là 50 ngàn một đôi, vậy là 2 đôi rất là 100 ngàn. Và bọn em muốn chơi 1 tiếng đi. Là 30 phút rồi ta. 1 tiếng. 30 phút thôi, em chơi 30 phút em mệt á. Ăn chắc chưa? Không lại phải lên mua nữa. Này là phí hơn tiền đi nhiều rồi. Là đắt hơn tiền. Mình chơi 1 tiếng không mệt đâu anh. Ừ đúng. Ghê quá, mỏi ghê quá à. Thôi nha, em nghĩ là 1 tiếng đi. 100 nghìn 1 tiếng là mỗi lần mua phải mua 1 tiếng đúng không? Là 200. Đúng rồi, 200 với 100 với 100 nữa là 300 nghìn, 50 nghìn một đôi. 100 nghìn, còn tiền tí nữa không phải gì? 100 nghìn có mấy lặng? Vậy là 300 nghìn hả? Vậy là không mua nước uống rồi đấy. 300 nghìn thôi. Nước em bao. Bây giờ anh bao tiền vé đi, em bao. Ok, vậy chị lấy cho em... chơi nửa tiếng rồi. Một tiếng! Mà chơi nửa tiếng xong rồi có mua thêm vé được không? Chơi nửa tiếng xong thích chơi thì mua thêm được không chị? Ừ là 120 ngàn đó. Anh dở quá à, anh tin em đi. Ok, cho hai vé và hai đôi vớ chị ạ. Dạ. 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 Ok ạ. Em chưa? Này. Nè. Tự đeo vào đi. Ủa tự đeo hả? Hay là... Không, mình không cần đâu. Dạ. Dưới sẽ có người. Ok. Mình chuyển qua bên phòng bên kia để mình lấy. Ok, 300 nghìn rồi đấy. Dạ, đây là phòng vớ mà. Đây là phòng mang vớ. Có sẵn một cái phòng mang vớ. 340. Mà sai em sai gì? 36. Ở trên video, ở trên YouTube có một cái đoạn mà anh phát hiện ra em bị chân thối, có xem chưa? 1 triệu view ấy. Và nó em đeo chân thối. Anh đeo bị chân thối, anh mới bị ấy. Mà không hiểu sao video 1 triệu view luôn ấy. Nhưng mà tại sao em đeo em không bị chân thối? Anh kiểu anh môi em, anh nhưng môi. Nhưng mà em có thấy video em 1 triệu em view. Em không thấy gì cả. Chưa hiểu. Yeah. Lần trước cũng thế. Em không, nhớ. Không, em không nhớ gì cả, anh quên đi. Chân. Ủa cái này không phải mang. Anh bớt môi đi anh. Tóc mình màu cam, mình thích màu ít ra mình thích màu cam hơn màu xanh là cây. Ok, bây giờ thì mang vớ. Anh đúng xả luôn á. Em chưa thấy ai điêu toa như anh thiệt.
nè, cho ai trắng hơn? Cho ai trắng hơn? Anh quay sát này. Anh hơi bị nhầm. Em không phải đè lên này. Cho ai trắng hơn? Không là lông chân đi nè. Cho ai đẹp hơn? Cho ai đẹp hơn? Tất nhiên là chân em rồi. Mọi người quay kỹ cho ai đẹp hơn. Trời ơi. Chân em đang bảo cho ai trắng hơn không? Ok. Em biết nhảy bài bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Vậy là đúng nha. Thật ra lần trước đi ăn Fanny mình đã tưởng là nhiều rồi. Đi ăn hơn 300 á. Đi ăn hơn ba, đi ăn cái gì hơn ba? Ba lít. Đủ thứ á. Em không biết làm sao nó có thể nhiều địa điểm như thế, ăn khắp nơi, ăn khắp trốn luôn. Ăn đến ba địa điểm có biết đâu mà không bị no ấy. Nè, chúng ta thấy được đi với lại Mithy thì sẽ được đi chơi nhiều. Nhưng mà hạt tiền nước là Mithy sẽ bao chứ. Bao luôn. Ok, bây giờ mình chơi đã. Rồi ok, bây giờ sẽ được hướng dẫn là sao ta? Khi mình vui chơi thì có một số lượng nhỏ nói với anh là ở đây thì mình là không nghỉ hai người trên một tấm bạc. Mà mình không leo trèo lên các khu ở trên ạ. Rồi. Là mình không được leo lên. Ok. Và mình tuyệt đối là không được sử dụng điện thoại khi mình đang nhảy trên cái tấm bạc, đúng không ạ? Ok. Ok. Ủa anh vậy mình lao lên cái nghiêng nghiêng nó được không? Mình chỉ có thể là mình chạy lên không mình chuột xuống thôi. Rồi, okay. Và không được sử dụng điện thoại di động, em cất điện thoại di động chưa? Rồi, ok, không được di động và không trèo đấy ở những bậc thềm cao quá lâu. Nhạc đang có căng. Con trẻ con. Phải con nít không? Con mềm bé nhỏ xíu kìa. Cái đấy thì... Trời ơi. Anh mệt quá. Tim. Không biết rồi. Wake up. Nó siêu. Nhào lộn một cái được không? Nhào lộn. How to. Anh nhào thử cái coi anh. Wow. Anh sẽ làm được. Thank you.